Xin chào những nhân viên của tôi. Đây là cái video mà dành cho nhân viên, những người mà theo sát tôi cũng như là đi theo tôi suốt 10 năm, có những nhân viên 10 năm rồi. 12 năm có những nhân viên 2 năm, 1 năm, thậm chí có những nhân viên 1 tháng. Thì hôm nay nhận được một cái thư của ông chủ tịch ở bên Nhật Bản gửi sang cho tôi cũng như là share cho toàn bộ nhân viên các bạn. Thì tôi có hứa hôm nay nhóm của tôi sẽ được đào tạo cài đặt một cái xu hướng và cài đặt một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ lập trình tư duy. Điều này tôi cũng đã được học rất nhiều người thầy của tôi cũng như là rất nhiều các cái cuốn sách mà tôi đọc được. Sự khai thác nhìn ở một cái khía cạnh khác, nó không phải là những cái khía cạnh mà chúng ta vẫn xem trên mạng online hay là các cái yếu tố về những người thành công thông qua cái con đường người ta làm về đào tạo hay là giáo dục hay là một số các cái ngôn từ về phát triển con người thông qua các mô hình đào tạo, mà chúng tôi làm về đầu tư, chúng tôi làm về tài chính, thì cái cách cài đặt ngôn ngữ lập trình tư duy nó sẽ khác hơn một chút. Thì cái video này dành cho những cái nhân viên mà tôi muốn cài đặt lại để cho hệ thống của chúng ta có cái cách để chúng ta làm. Thì ông chủ tịch nói rằng có thể FX nó rất khó khăn, do vậy ông ta sẽ hóa giải sang các yếu tố về chứng khoán cũng như là commodity hàng hóa. Trước đây Bluebell cũng đã từng làm như vậy rồi, nhưng mà lúc đó Bitcoin từ 20.000 xuống 17.000 xuống 16.000 và xuống 3.000, nhưng mà ông ta vẫn đứng được. Thế thì những người mà theo tôi thì họ cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, ngược lại một số người thì cũng không kiếm được tiền, họ chỉ ăn cái mức lương do công ty chi trả mà thôi. Do vậy cái việc mà chúng ta nhìn nhận được đó là xu hướng ấy 2020, chắc chắn chúng ta phải cài đặt lại, phải lập trình lại cái ngôn ngữ tư duy của chúng ta. Đó là ngôn ngữ tư duy về làm chủ. Các ngôn ngữ để chúng ta cài đặt vào đó là ngôn ngữ về đầu tư, ngôn ngữ về tài chính, ngôn ngữ về cái nhìn bao quát. Nó khác với cái việc mà chúng ta chọc máy, chúng ta suốt ngày xem xét, để chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta giao dịch chọc chạch, đúng không? Suốt ngày chúng ta chọc máy tính để chúng ta xem xét là đánh con gì hay là tư duy ra sao. Suốt ngày chúng ta đã làm bạn với máy tính rồi, nay ngôn ngữ tư duy của chúng ta đó là tư duy kiểu khác. Cài đặt trong não bộ của chúng ta sự giàu có như thế nào trong ngành tài chính. Gửi đến các bạn đang làm forex với tôi. Thì tôi kể một câu chuyện là năm 2016 thì hoàn toàn chuyển sang đào tạo về coin, thì mọi người bảo là đang làm forex ngon lành như thế thì tại sao đào tạo coin và coin nó lên hương. Sau đó đang đào tạo coin lập tức quay trở về forex, bởi vì coin nó sập một phát từ 17.000 về còn có 3.000, đúng không ạ? Rất nhiều các yếu tố. Và nay thì ông chủ tịch gửi đến tôi để cài đặt các cái ngôn ngữ lập trình tư duy cho mọi người. Sự thay đổi không làm FX đơn thuần nữa, mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái vốn hóa của thị trường lúc mà coin nó là 700 tỷ, lập tức Bitcoin nó là 20.000 đô. Thì lúc đó là cái sự nổi tiếng cũng như là các cái cách vận hành, cái ekip để chúng ta cùng kiếm tiền, đặc biệt là với mấy bạn như là Hải này, Nga này, Hương này, Thùy này, rất nhiều bạn đúng không ạ, đã cùng với tôi chiến đấu. Thế nhưng mà gì ạ, sau khi xuống cái vốn hóa nó rơi còn khoảng độ 100 tỷ đúng không ạ, từ 700 nó rớt về 100, thì lập tức chúng ta thấy forex nó lên ngôi. Và cái việc kiếm tiền nó ảnh hưởng thật sự, đúng không ạ? Các cái ngôn từ mỹ miều giàu có hay là tự do tài chính nó không còn nữa. Thì nay gửi đến các bạn nhân viên rằng cái việc mà cài đặt lại cho một cái hệ thống giao dịch của chúng ta bao gồm các yếu tố như sau. Một, đó là cài đặt một cái vấn đề là tư duy mở rộng. Những ai đang theo công ty, đang theo chúng tôi thì đó là yếu tố nhìn tổng quan về thị trường tài chính. Chúng ta nhìn ở khía cạnh bất động sản để chúng ta nỗ lực
chúng ta có được vốn để chúng ta đầu tư. Chúng ta nhìn ở vấn đề cổ phiếu thì không có tỷ phú trade forex, không có tỷ phú buy every option và cũng không có tỷ phú khi không có đầu tư. Nhưng chúng ta nhìn thấy rất nhiều tỷ phú được tạo ra từ cổ phiếu. Do vậy chúng ta cài đặt những cái lập trình tư duy trong năm 2020, đó là cái trend xu hướng năm 2020, đó là cổ phiếu. Forex thì khó thể biến 1.000 đô thành 2 triệu đô rồi, khó rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cổ phiếu thì có. Do vậy chúng ta tư duy đó là Bitcoin, là Ethereum, là cổ phiếu. Đúng không? Đấy là những cái mà chúng ta. Vậy thì những ai theo tôi, đúng không ạ? Những ai mà cùng chiến đấu ở công ty, chúng ta sẽ phải có được những cái tư duy. Tư duy đầu tiên đó là các tư duy về các mã cổ phiếu, tư duy về Bitcoin và Ethereum. Đó là hai tư duy cần phải mở rộng. Tiếp nữa là các máy quét thông minh. À, mà tôi có nói các video trước, đó là máy XS File, đúng không ạ? Mà chúng ta vào xtb.com.vn ấy, đúng không ạ? Station File đấy, đó là các máy quét, đúng không ạ? Máy quét cổ phiếu, các phân tích thị trường, các yếu tố về máy quét cổ phiếu, các bản đồ nhiệt là chúng ta phải có. Từ đó chúng ta mới bắt đầu phân tích được các xu hướng thị trường, các cổ phiếu nào lên, cổ phiếu nào xuống. Trong đó có crypto ra sao, chúng ta buộc phải biết cái máy quét này để chúng ta có thể hiểu được vì sao các cái thông số của vốn hóa thị trường cũng như là các yếu tố về hiệu quả của thị trường nó được các cỗ máy AI, tức là trí tuệ nhân tạo, nó được phân tích và tìm kiếm cho chúng ta, chứ không cần chúng ta phải đi mày mò nữa. Do vậy đủ một máy quét này chúng ta đã đủ hiểu rồi. Do vậy chúng ta biết được các yếu tố về forex với tỷ lệ tổng số pip cũng như là tổng số biến động nhất thị trường, chúng ta không cần một cái công cụ nào khác, chỉ cần một cái máy quét này thôi chúng ta đã có. Do vậy cái cài đặt của các bạn đó là gì ạ? Là chúng ta cần phải học thật nhuần nhuyễn về cái bộ công cụ Station File. Rồi đây là những cái mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu, và những người đang làm việc ở xa thông qua các link cũng như là webinar với tôi, cũng như là các nhóm ở các tỉnh, cũng như là các nhóm ở Hà Nội như là thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng phải tìm hiểu. Và chúng ta phải có cái cách để chúng ta nhìn được thị trường. Thị trường nó không dễ dàng, đúng không ạ? Tài khoản lớn, tài khoản nhỏ, đúng không ạ? Cháy rất khủng khiếp của FX. Do vậy chúng ta phải nhìn một cách rộng rãi ra. Đó là xu hướng thị trường, nó bao gồm Bitcoin, Ethereum và cổ phiếu nữa. Đó là cài đặt cái vấn đề của chúng ta. Thế giới đầu tư nó không còn là đơn thuần là cái việc mổ xẻ đánh đấm dựa trên các yếu tố về Ethereum hay là Bitcoin nữa, mà nó phải chung toàn bộ. Các mã chúng ta không phải là gì đánh một lót, hai lót, ba lót nữa, mà là chúng ta phải có được cái tư duy về tài chính cũng như là tư duy về các cách để chúng ta phân tích được các mã cổ phiếu, các cái tập đoàn công nghệ, đúng không ạ? Các tập đoàn về đồ uống, đúng không ạ? Rất nhiều các vấn đề về Bitcoin. Do vậy chúng ta cần phải theo dõi. Trong đây chúng ta nhìn thấy được các cái điều kiện để chúng ta xem xét được các máy quét cổ phiếu trong các ngành nghề. Các ngành nghề. Ngành nghề về hàng không, linh kiện hàng không, linh kiện tự động, sản xuất xe hơi, ngân hàng thương mại, dịch vụ thương mại. Do vậy chúng ta phải có một cái đầu óc rất là quan sát, bao quát. Do vậy chúng ta cài đặt trong vấn đề của chúng ta đó là các yếu tố về ngành nghề. Và cái sự thích nghi của chúng ta, đúng không ạ? Là sự thích nghi của chúng ta buộc phải đưa ra các cái cách để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta biến hình. Giống như là gì ạ? Thủ tướng có nói là trong nguy có cơ, trong nguy hiểm có cơ hội, đúng không ạ? Ví dụ dịch cúm, đúng không ạ? Công ty ở Đài Loan đã phát triển ra những cái máy khẩu trang dùng công nghệ để có thể phát triển, và cổ phiếu của công ty này tăng rất là mạnh, các công ty về khẩu trang. Vậy thì cho thích nghi dựa trên các yếu tố về nghề, và từ đây chúng ta bắt đầu ngôn ngữ tư duy của chúng ta, đó là các ngôn ngữ mang tính chất là hiệu quả và an toàn. Các cái ngôn ngữ thành công của chúng ta đó là sự thay đổi. Cài đặt cho não bộ của chúng ta
nhiều hơn FX. Đó là những cái tư duy để có được support tốt nhất cho bản thân. Chúng ta tham gia vào câu lạc bộ thành công, chúng ta đặt mình vào sự thay đổi. Ngay bản thân tôi cũng thế. Trước đây tôi nghiên cứu về Forex, đúng không ạ? Sau đó tôi nghiên cứu về Bitcoin. Thì nay chúng ta phải tìm hiểu về vấn đề về cổ phiếu, các mã commodity, hàng hóa, các mã về cà phê, đúng không ạ? Năm nay cà phê, đúng không ạ? Cà phê đang tăng rất là mạnh này. Ngô, khô đậu tương, đúng không ạ? Hàng hóa. Thế thì chúng ta nhìn thấy được khi hàng hóa không giao thương và khi được đóng cửa các đường biên tránh cúm, bệnh tật ấy, thì lập tức là gì ạ? Khi mà đóng cửa một cái là sập rất là thảm. Nhưng mà khi mở cửa thì bắt đầu trấn an được cái vấn đề tình hình về dịch bệnh thì lập tức cổ phiếu và các cái mã hàng nó tăng lên. Vàng và bạc, đúng không ạ? Cô tông, đúng không ạ? Các mã về hàng hóa bắt đầu được triển khai. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta phải tìm hiểu, thay vì trước đây chúng ta chỉ tập trung vào Forex, các đồng tiền. Do vậy chúng ta phải có cái ngôn ngữ của chúng ta. Và cách tìm hiểu hay nhất đó là cái Extension File chúng ta cài đặt và chúng ta theo dõi, cũng như là chúng ta được đào tạo về các mô hình. Ví crypto của chúng ta được coi như trên sàn luôn với các con như là ADA, BTC, đúng không ạ? Adano, Cardano, Bitcoin, Ripple, Dash. Đấy, đây là các mã. Chúng ta tư duy dựa trên cái yếu tố về tiền số, cũng như là các yếu tố về FX, các đồng như là Euro, bảng Anh, đúng không ạ? Với cái tỷ lệ spread cực thấp, hỗ trợ support cho khách hàng. Vậy thì các bạn sẽ thấy được là gì ạ? Không chỉ đơn thuần là FX nữa, mà chúng ta cần phải có cái tư duy nhiều hơn. Năm nay thì IB phải phát triển dựa trên các yếu tố như Follow Me, hay là Copy Pip, hay là một số RuneTrade, một số các bạn IB có thể phát triển dựa trên cái yếu tố là follow, cũng như là social trading, cũng như là copy trade cho một số các cái thành viên follow khác. Rất nhiều các cái hỗ trợ để chúng ta có thể tìm hiểu được. Tuy nhiên, một cái trend mới đó là trend chứng khoán, là chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Ví dụ, chúng ta hiểu được một cổ phiếu có thể giúp bạn mua được biệt thự, siêu xe và du thuyền. Ví dụ như là cổ phiếu Berkshire của Hathaway của Warren Buffett có giá trị bao nhiêu. Một cổ phiếu của ông Buffett này có thể mua được 1.400 cổ phiếu Apple. Cổ phiếu Apple đóng cửa giao dịch ngày thứ 6 mùng 2 tháng 8 ở mức $204. Và đến nay nó đã tăng 25%. Nhưng mà một cổ phiếu của Warren thì mua được 1.400 cổ phiếu này, tức là rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta có thể xem được cổ phiếu của Apple. BMW, Google, rất nhiều các cái cổ phiếu của các cái mã ở trong đây, đúng không ạ? Đây là cổ phiếu Apple, đấy là thống kê tháng 8 là 204, nhưng nay nó đã tăng lên 324. Và mới đây khi mà dịch bệnh, đúng không ạ, lập tức cổ phiếu sập, các quỹ ôm vào, lập tức là cổ phiếu tăng lên 325. Do vậy năm nay những nhân viên sẽ tìm hiểu được các cái mô hình của cổ phiếu và chứng khoán, và chúng ta bắt được cái trend chứng khoán. Vậy thì các nhóm bắt đầu làm việc dựa trên các cái quỹ đầu tư chứng khoán, cũng như là một số các cái giải pháp để có thể chi trả cho khách hàng. Do đó những người tham gia hãy liên lạc trực tiếp Zalo, các nhân viên cũng có thể tìm hiểu thông qua các chương trình, các dự án cùng với David, cũng như là đưa ra các giải pháp để làm thế nào để đú theo cái trend chứng khoán này, để bám theo trend chứng khoán này, và chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Do vậy cái việc FX chúng ta không còn nghiên cứu nhiều nữa nha. Và hãy cài đặt cái ngôn ngữ tư duy của chúng ta là sự giàu có không chỉ đơn thuần là FX, mà nó bao gồm cả Bitcoin, Ether và chứng khoán.
Do vậy ba cái trend này sẽ giúp cho chúng ta có nhiều tiền, sau đó giúp cho chúng ta có được các cái tư duy về đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Thế thì như ban đầu tôi nói là gì ạ? Trong mấy ngày vừa qua, đúng không ạ? Chứng khoán Mỹ lại lên đỉnh, do vậy chúng ta phải tập trung vào những cái gì mang tính chất là hot trend. Và hôm nay thống kê các nhà quản lý quỹ kiếm tỷ đô nhờ chứng khoán. Ví dụ như là các chỉ số JP Morgan. Đúng không ạ? Rất nhiều, 56.000 nhân viên của ngân hàng đầu tư, khủng khiếp không? Và nay chúng ta cài đặt thông qua cái việc mà chúng ta nhìn thấy là năm 2016 thì bất động sản, đất nền và vùng ven. Năm 2017 thì Bitcoin và công nghệ blockchain. Năm 2018 là Forex. Năm 2019 là Binary Option. Dự đoán 2020 chứng khoán và CFD lên ngôi. Các mã cổ phiếu sụt giảm, nhưng mà khi kiểm soát được dịch bệnh, kiểm soát được các vấn đề về chiến tranh thì lập tức là gì ạ? Là cổ phiếu lên ngôi, khiến cho các quỹ nó khủng khiếp. Và các tỷ phú chỉ có tại bất động sản và cổ phiếu mà thôi. Tôi chưa nhìn thấy tỷ phú về chơi Forex, cũng không có tỷ phú về Binary Option, cũng chả có tỷ phú khi mà không có đầu tư những cái lĩnh vực này. Nhưng mà tỷ phú được tạo ra từ đầu tư cổ phiếu thì chúng ta nhìn rõ nhất, đúng không ạ? Amazon, Bill Gates, đúng không ạ? Warren Buffett hay là Mark Zuckerberg. Và chúng ta lại nhìn nhận ở các cái yếu tố về các ngành nghề về đầu tư trong một chứng khoán, thì chúng ta có thể nhìn thấy được các nhà quản lý quỹ kiếm hàng tỷ đô la cho chứng khoán. Powell tiếp tục lập kỷ lục, đúng không ạ? Rất nhiều các cái yếu tố. Vậy thì dự án mới tới đây chúng ta sẽ giúp cho rất nhiều người thành công và kiếm được tiền. Vậy thì ngay từ lúc này chúng ta hãy cài đặt như sau. Điều đầu tiên, chúng ta thay đổi, giống như là tôi có nói về bài con cá voi và khủng long. Cá voi bây giờ đã thay đổi và có thể sống được tại đại dương, trong khi đó khủng long trước đây là cá voi sống trên cạn, nuôi con bằng sữa, đúng không ạ? Động vật có vú, sống trên cạn. Nhưng nay thì khủng long đã tuyệt chủng bởi vì không thể sống được dưới nước và cũng không thay đổi. Nhưng mà cá voi thì lại thay đổi, có thể sống được dưới nước. Do đó cái việc ngôn ngữ cài đặt chúng ta là hãy thay đổi. Và chúng ta hãy đặt tay vào trái tim của mình để nói rằng là ta phải thay đổi. Ngôn ngữ thành công và sự thay đổi và bao quát hơn FX. Tiếp nữa, chúng ta cài đặt cái từ hôm nay để chúng ta bắt đầu action. Từ cái việc này chúng ta mới hiểu được là mục tiêu. Vậy giao cho Hương, Thùy Linh cũng như Phạm Dung cũng như là một số bạn, đúng không ạ? Bắt đầu set up mục tiêu cho bản thân mình và đặc biệt là đội nhóm của mình, đưa ra các giải pháp về mục tiêu của 2020. Và chúng ta không làm việc thì 2020 đã trôi qua 2 tháng rồi, còn có 10 tháng nữa thôi. Do vậy là cài đặt các cái mục tiêu này. Thứ ba, chúng ta cài đặt các vấn đề về hỗ trợ và đào tạo. Từ ba cái yếu tố này giúp cho chúng ta bắt đầu hiểu thêm. Và tôi cần thiết nữa đó là rời xa máy tính và điện thoại. Đó. Hãy giảm tải các yếu tố này để chúng ta có thể được đào tạo. Và chúng ta làm cái cốc nó cạn đi để chúng ta đón các cái kiến thức mới về quỹ, về cổ phiếu và những cái tư duy để chúng ta thành công trong các cái mô hình như là chứng khoán, tiền điện tử và Forex. Vậy thì Forex nó chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ trong tổng các thế giới đầu tư. Do vậy chúng ta phải hiểu được các quy trình để chúng ta cố vấn cho bản thân chúng ta. Sau đó chúng ta hỗ trợ được các đội nhóm của chúng ta. Và đây là cái bài đào tạo của tôi dành cho các nhân viên. Thì một số bạn đã theo tôi rất là nhiều, có người kiếm được rất nhiều tiền rồi, nhưng cũng có một số bạn mới thấy rằng là gì á, cái sự phát triển của cái thế giới đầu tư này không còn thông qua FX nữa mà sẽ bao quát hơn, bao gồm tiền điện tử, các vấn đề về chứng khoán phái sinh, các vấn đề về phân tích các cái đồng tiền, ví dụ Ethereum, NEO, STAT, Quantum, đúng không ạ? ETC, rất nhiều các đồng tiền khác. Do đó là chúng ta sẽ cài đặt các cái ngôn ngữ để chúng ta có thể bao quát hơn. Những bạn nào chưa thay đổi, chúng ta cần phải thay đổi.
Những bạn nào đang yếu kiến thức nào hãy bổ sung và lấp đầy các kiến thức đó, học học thuộc dự án, học thuộc tất cả những yếu tố để chúng ta có thể hỗ trợ cho bản thân của chúng ta phát triển. Đừng ngần ngại Zalo và tiếp cận các đội nhóm của chúng ta, tham gia các đội nhóm cùng với ông già đầu tư để chúng ta có thể phát triển. Và buổi đào tạo của tôi dành cho nhân viên đến đây là hết, và hẹn gặp lại ở những buổi offline tới đây. Xin được cảm ơn mọi người.